phun nước vào nữa đi. Nào, được phun nhá, bố phun cho con nhá. Đấy, rửa tay lái nhá. Ấy, đừng ngồi vào ướt bẩn 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 bẩn. Kìa, đang rửa mà, đang rửa xe. Để phun đã. Đấy, đang phun đấy, đang rửa xe lắc đấy nhá. Xe lắc thì em bé đấy nhá. Ấy, trời. Xe lắc lâu ngày không rửa bẩn quá. Làm gì đấy con? Cái xe đã. Đây con rửa đi, con rửa đi. Này con cầm đi, con phun nước vào nhanh. Phun nước vào cho bố. Nào, cầm lấy. Cầm lấy. Sạch rồi. Sạch đâu mà sạch. Đây là sạch cả bẩn cái này mà gọi là sạch. Yeah. Ướt. Xuống cả ướt con. Đấy, ướt đấy. Đây thì là bẩn này đó. Đấy, ướt hết quần rồi. Đấy, xịt đấy. Xe lắc á. Ui, xe lắc nó đổ. Lau rồi. Lau đâu mà lau, có rẻ đâu mà lau. Về bảo mẹ lấy cho con cái rẻ đây để con lau. Về bảo mẹ lấy rẻ để lau xe nha. Để bố phun cho con kỵ nhá, cho con cọ nhá. Để bố phun nước cho con cọ nhá. Xe lắc đấy nhá, xe lắc của em bé đấy. Mấy vòi để phun rửa. À con lau đi. Lau khô, khéo vào đổ. Vào đây, ngã, trơn. Đấy, vào đây, con đổ, con lau đi. Nào, lau đi. Lau đi, đấy, ui, giỏi quá, ui. Lau khô đi. Chưa, cái chỗ ngồi này, đây tay lái này con. Đấy, chỗ tay lái này, đây tay lái đã khô rồi. Đây, tay lái này đã khô rồi. Lau đi. Nào, chỗ ngồi đã lau khô rồi. Lau thì còn bố con mình còn đi nhá. Đấy, được rồi nha. Đây, chỗ này đã khô rồi con. Đấy, lau đi. Đấy, giỏi ghê nhá. Đúng là tí bình. Giỏi thật đấy. Đây nữa nè, đằng trước con, đằng trước đây nè. Ê, chỗ con mèo này đã khô rồi. Đấy, đó, lấy toàn nước đó, đó. Vừa giữ đi. Khô chưa? Khô rồi. Khô rồi à? Đó. Cái chỗ để chân đã khô đâu, đây chỗ để chân đó. Đó. Bên này nữa không? Bên này đó. Rồi, thế chuẩn bị bố con mình đi chơi nhá. Rồi, xe lắc vậy là khô rồi, chuẩn bị chơi nhá. Được rồi.